Wow, đẹp chứ. Rồi mời cả nhà nhập tiệc với anh em mình nha. Bên đây không để bên đây mới cái nước ở đây vậy. Đây. Dạ, bữa nào? Có. Hết rồi, anh di chuyển đi lẹ lắm, dễ lắm. Có món là chuột, chuột đông. Ghê nó ghê nha. Đông. Kỹ thuật cao. Ghê bảy rồi cha. Bữa đầu, bữa đầu. Mấy bữa mưa lớn đổ rồi. B. Rồi nè. Chào cả nhà thân mến nha. Đây cả nhà ơi. Nay quê mình tới mùa nước nổi rồi cả nhà. Giờ anh em mình mới đi bắt cá về cả nhà ơi. Được mới cá giờ anh em nướng làm lươn xương nha cả nhà. Bữa nay đông 4 năm anh em lận. Có hai anh kia hái rau nữa kìa. Đây con sông quê. Tàu chạy. Nhiều cá nha cả nhà. Nướng bữa nay nướng hơi nhiều. Đông. Bự đầu bự không. Là chuối lót. Lót cạo dải à. Rau sống nữa ha. Rau vườn nữa rồi mắm tỏi ớt hay muối ớt chanh gì nữa ha. Ngon lành. Có được hàng gắn bông súng nướng luôn. Đừng đứng hơi luôn. Ngon lành. Đó là được được á. Ai? Nghe anh trai, nghe em đây mà. Thôi rồi. Đừng quên nhiều nhỏ lên dưới. Thôi rồi. Về hả ta? Cái đầu ta? Dạ. Đi đường đi học cái đâu? Nóng hả? Mới nướng gà biết nóng. Có điện thoại không ấy? À. Giang, tao dẫn cá. Cái đá nó bị cong xuống rồi. Ủa con này nó bự hả? Cái nướng nó bự chứ. Cá bự rồi em nói anh cá bự mà. Lấy nón quạt luôn. Không ấy nè. Không mấy miếng giải đâu mà không cái ta. Ở này mới. Dừa. Dừa nó ngọt. Đâm chúng ớt á, rồi bẻ chúng rửa khúc ăn gì thằng hết với thằng này thật á. Vừa nướng xong vừa ăn liền á. Vậy là dứt luôn nè. Mày dứt nè. Rồi luôn Lâm ơi, bốc ra. Rồi nó bị đánh bể gì đó. Học trái á, mà nó muốn khô luôn đó. Có dép rồi xuống. Ẩm kêu kì gái. Không biết ẩm em rồi, không biết cái sao nhỏ chịu nổi. Em nè. 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 Còn cá bự. Nãy giờ quá toàn cái tàu cứng. Nãy giờ là không còn. Không còn là nhỏ.
ngọt đâu mà thứ gì vậy. Con bị da ghì rồi con ơi. Mới được mấy hả? Nhiều. 2 tuổi. Nhiều được 2 tuổi. 2 tuổi mới tới. Tết này mới được 2 tuổi nè. Năm dưới. Có 12 tới nè. Rồi nó ngồi bẹp luôn rồi. Thôi con dưa. Rồi con dưa. Bước cái lá khác quá. Cái da tôi chặt tao tạo khác đi. Nào chặt đâu rồi? Đó. Chặt thằng khác này em sớt à? Kích thích chưa? Cầm bỏ dao xuống đi. Cầm anh banh ra đi em ấy cho. Này dính gì không muốn. Còn còn dính lý lan quá à. Nhưng mà nhà trả cái gì? Rồi. Xong rồi cả nhà ơi. Vô nhập tiệc. Dàn dẹp chiến trường kinh vô. Nước xuống rồi đó ha. Ngập rồi. Tới giờ rồi. Giờ anh em mình má cái mùi cá gì quá trời lại. Thấy rau vườn nha cả nhà. Cái phi. Cái đầu phi cơ mà. Đó đó. Cái đầu phi cơ mà. Dạ, rau này trồng nhà luôn cả nhà. Mấy anh em hay nãy giờ. Wow, đẹp. Rồi, mời cả nhà nhập tiệc với anh em mình nha. Để mất cái nước nữa trời. Dạ, bên nào? Mày đi đi thiệt đi mày để nữa. Hết rồi, anh di chuyển đi lẹ lắm. Dễ lắm. Có món là chuột. Chuột đông. Ghe nó ghê nha. Đông. Đi thật cao. Ghe bẫy rồi cha. Bữa đầu bữa đầu bữa mưa lớn đổ rồi. Bây. Rồi nè. Nhớ nữa, nhớ nữa. Cái này cũng thèm. Rồi trắng ngàn cái da luôn, dính da cái đường đủ nữa. Ăn có da chứ không có da sao ăn. Đủ nha, bác bác tha cho thêm đi con biết phần bác trời ơi, tôi tha nhiều lắm rồi chú đừng tha. Chị rồi hả? Rồi ăn cái miếng hơi ruột hơi nóng vậy. Còn cái đang theo cái men đang theo cái miếng cá của nó mà nó đi chấm xong nó bỏ chén rồi ăn chấm nó ăn luôn vậy đúng không? Đúng không? Tóc mẹ da đó. Vậy đi. Dài quá chính. Nguyên con để thay đó. Con trai giải tỏi ăn ngon quá. Ngon chứ tại nó ngon. Mình gửi ăn chấm ngon. Nhỏ hả? Tao chưa chấm đâu. Vô. Uống miếng nha. Tự mình gỡ mình chấm không đấu mày cái kìa bẻ bẻ ra mày đó có ăn mẹ bẻ khúc khúc gì đó ăn cháo còn như ăn phải từ phải vô vô lan gì đó nó mười ông bán rượu chua mười khó uống quá mười vô vô hai ông là chắc là gió trả quên giới thiệu hiếu đi ông già vợ nãy giờ mày hỏi giới thiệu tao biết ông già vợ mày liền bạn học con cho rượu trả bạn học rồi đó bạn học chung ông đổ ba cái rượu vô bình, ông đâm một bình đó nữa ra uống thấy sao bay trời ngon hơn nãy nhiều quá. Đây. Ra ba cái bình nãy. Đếm vô ngon ha. Đưa cài một cái. Đó, đó. Đây là. Người nhậu nó có vậy. Chê. Thầy nhét cái ớt vô cái. Đừng đổ chó. Nói sao lúc này gì cũng chó chó. Vậy, ăn chó chó. Chưa. Để đi. Rồi, vậy. Hình như con với bác nhậu. Con uống nữa không? Con bác nhậu lần 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 lại mới thôi nôi sinh nhật con đó không? Đây đây xé ra bỏ giờ mới 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 vừa rồi. Nhậu lần thứ hai là uống có thứ hai luôn rồi. Vậy con. Giỏi quá. Mà quá ghê. Nắp gì ạ? Đâu đó? Ai biết tôi dọ là hả? Cho caramel đùi. Điều đã. Trời giỏi quá. Quá uống miếng. Nhiều nữa. Hả? Thấy quá. Anh gì? Có gì đâu anh để cho nó tốt nha dạ. Cá cầm luôn dễ rồi cầm lấy mà cá cẩn thận trường nó cầm đi nha cầm đi trời vô một ly quay mới hay chưa đấy chứ ba làm nữa làm sao cái nhậu chung vậy vui chứ bán ngồi mình thôi có ai đâu rồi lên bằng giữa trên đó ngồi thì nếu như nhậu mà phải phải không tôi có nhỏ có lớn rồi chứ tôi biết rồi về hai ông về chồng mình cũng vui vẻ vậy kính rồi mới kính thôi chứ không là về nhủi mình nãy ra hai ông là trong lòng mình hai nhậu nhậu chung trong lòng mình đây nhưng mà ban đầu mình nãy là đem mình chuyện đồng hoàng rồi chứ không phải anh đúng mà tại anh đúng mà gì được chưa được tự được không được đấy anh giờ đang chút cá biết chứ
Trứng vịt hả? Bánh hình như có gì. Có đồ ăn không ăn bây giờ chờ không ăn cái viên ở nhà có cơm không giờ ăn xuống đây rồi. Vô. Hai. Gái con. Ơi đụ mà con tao ăn nhỏ nhỏ ăn cơm mà mẹ nó chiên trứng ở gì rồi. Học trứng cút mà tao để cho nó để cho một. Cho ăn mấy trứng à? Ăn hết không? Ăn hả, thiếu nó ăn nữa mà nó giờ ngộ chứ nó trứng rồi. Rồi. Có rồi ăn nhiều đâu có. Đó, ăn trứng không tốt quá. Trứng một tuần hoặc là nữa mà ăn trứng là được chứ mà ăn nhiều hãy ra cho hả? Đó, trứng không trứng. Tao mà không biết ăn thôi. Không quá cũng vậy lần hai ăn lần hai lần nữa quá hay ha đã cũng quá không đâu gì quá còn bốc bốc dưa xuống mẹ chăm chú già ở dưới nãy nó ngồi tôi bước mà tôi nhớ cho mẹ ở mẹ nữa bữa đó không chỉ cảm ơn gì vậy đã nhiều người làm dùng thuốc bổ quá mà không đúng em bảo vệ mình tương tôi 8 giờ đêm 9 giờ đêm là quậy trái cam với một cái hộp gà đêm nào cũng uống hết nói chung luôn mà đừng nói đó là đi lan rồi tiếng hả nhưng mà cũng không có hiểu rằng là ông nói đó mình không thật cãi chiều tiếng dưới con mẹ rất là nguy hiểm em biết đó hàng kéo gan á có kéo gan nó tạo sỏi tấu người đấu tranh tư tưởng cả nhà ơi, hai giờ anh em mình nhậu cũng được hơn nửa tiệc rồi cả nhà ơi. Giờ mình xin phép kết thúc video rồi cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh Tư chào cả nhà, anh Tư. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Có gì dữ luôn mày. Đấy, chào đi ông bự kìa. Đem đây xác lên rồi. Thứ nào? Thì phè. Chào hết rồi. Con kêu bắt đấu.